Anh về rồi à? Này, bà xã, Sao? bà thử nghĩ cho tôi xem nào. Mình đã lấy nhau được mấy năm rồi nào? 3 năm nhỉ? 3 năm cơ đấy, bà có biết 3 năm người Nhật nói là cái gì không? Sao không Ken ạ? tai kỳ ấy. Biết chết liền ấy. Nhá, tỷ lệ ly hôn là cao nhất sau 3 năm đấy. Thật vậy ạ? Ừ. Hề là hề cái gì? Hề. Vợ chồng son của người ta, chồng vừa đến nhà là cô vợ sẽ nói là: "Ừ, em ở nhà một mình buồn quá." Ừ. Phải nói thế chứ, dạo này cô còn nói thế không hả? Hết rồi nhỉ? Biết không mà sao không biết sửa hả? Dạ em hiểu rồi. Bây giờ tôi đi ra rồi đi vào lại đấy nhá. Vâng ạ. Tại đây mà. Okarinasai, anh vất vả quá. Thôi đừng có xếp quần áo nữa cái bà này. Ừ. Mình đang quay lại cái thời vợ chồng son mà cái bà này. Thôi dẹp hết ba cái xếp đồ này đi, trông như mấy bà Kể thiên lễ với cái cho bà này. em. Không xếp thì làm sao hả Ôi bà? kệ luôn ấy. Bà phải suy nghĩ đi chứ. Sinh hoạt hàng ngày mà không có hên cả là tôi chán đấy. Hên cả là gì ạ? Hả? Là sự thay đổi ấy. Vâng ạ. Này, che lên cho tôi cái. Vâng ạ. Ly Khiếp hôn là cái nhà áo ai cũng mùi sau ghê 3 cơ. năm hết đấy. Bà sếp ở trong Ngoại công tình ty cũng cũng nhá. thế nhỉ? Hả? Ngoại tình ấy. Ờ, tôi có ngoại tình đâu bà kia. Vâng, thì nhắc thế. Đã bảo ngày nào mà cũng treo áo ở đây đúng không nào? Vâng Vậy ạ. tôi mới chán đấy. Sao thế ạ? Không cần phải treo đồ nữa, thỉnh thoảng bà vứt áo chỗ này này rồi bà vứt cà vạt chỗ này này thì có sao không? Thế mới gọi là hên cà chứ lị. Bà Vâng hiểu ý ạ. tôi chưa? Tôi muốn Ra bà là làm thế thế. đấy, Em đã thỉnh hiểu thoảng rồi nhá. này. Vách ngăn cũng phải cho nó thủng này, vài lỗ thì nó mới vui chứ. Thấy chưa? Đâu đéo làm thử nào. Ơ, xong đi thay vách mới luôn nhá. Mày cũng Lại phải đến lượt thay. em. Này. Được đấy, được Được đấy. Đấy, đúng được đúng rồi, anh? cứ làm thế Ra là đấy. thế. Việc khác cũng thế nhá. Dạ. Ngày nào cũng phải dùng cái đầu mà suy nghĩ Dạ. nhá. Vâng ạ. Được chưa anh? Khá khá đấy. Bà cảm thấy nó khác với bình thường đúng không? Vâng ạ. Vui Tiếp, đấy. vớ này. Cái đấy chưa đúng ý lắm nhỉ. Đây. Bà bỏ vào đấy làm gì đây? Bà muốn nó nhây vào à? Dạ. Lấy cái áo ngủ đây. Vâng. Bảo bà nghe này. Dạ. Cái hoa nhân viên trong công ty cũng đang thời kỳ nguy hiểm đấy, đúng 3 năm rồi đấy. Lại Thế? mặc thế này à? Không mặc thế này nữa, ngày nào cũng mặc đi mặc lại như thế này không chán à? Áo ngủ cũng thế, ví dụ bà mặc thế này này, như này này thì bà có thấy nó khác không nào? Đấy, bà thấy được chưa? Đúng không? Đẹp Đấy. quá. Để em Mặc thế thắt đai này vào cho này. mình nhá. Này, này 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 này. Dạ. Cái dây đai cũng thế, thay vì mình buộc ngang thì bây giờ mình đổi cách buộc mới, ví dụ này. Này, ví dụ buộc dọc này thì thế nào? Đôi khi là tôi cần những cái biến dị thế này Không phải này. biến dị mà là biến Ôi hóa trời đi. ơi, nói nhầm tí thôi mà. Đấy, Đâu sao nào? nhìn nó không? Chặt lắm không À, đau đau. Anh có sao chứ anh? Anh phải Không nới sao, lỏng không nó ra. sao. Buộc Làm thế sao này để hay mình ngồi mà. Bà xuống thế nhìn này mà này. không bị kẹp Mình có thể ấy? kéo lên kéo xuống thế Đâu này. xem nào? Thế nào? Em thấy kiểu này hợp với anh đấy. Hợp đúng không? Đấy, anh bảo mà. Hôm nay chơi kiểu này nhá. Nào, Messi nào. Là cái gì ạ? Cơm, cơm. À. Cơm cũng phải thay đổi hình thức đi Thế á? nhá. Ngày nào cũng đúng mấy cái đồ ăn này. Oshinko thì đổ thẳng lên salad có chết ai đâu nào. Cưng đấy ạ. Cái gì này? Thì anh chào bà là phải thay đổi. Cưng đấy. Thay đổi là thế này à? Thì thay đổi chứ còn gì nữa. Thêm bát nữa. Ăn nhanh thế. Từ từ, Cơm bằng từ cái đít từ bát nào. mà chẳng nhanh. Súp miso. Đây. Bát nữa. Đây Thay ạ. đổi thế này thì có cần không bà kia? Cái bát đấy để đựng súp miso mà bà đang làm gì thế? Chết, ăn nhầm cơm vào bát này rồi. Thôi đi lấy ổ chai đi, ổ chai. Ủa cha là gì đấy? Trái. Vâng ạ. Ôi giời. Chờ đây ạ.